Thưa quý vị, 8 đội tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023, từ những đội lão làng cho đến các đội tân binh đều đánh giá cao về lễ hội cũng như sự bài bản chuyên nghiệp trong công tác tổ chức lễ hội của thành phố Đà Nẵng năm nay. Năm nay, 8 đội thi tham gia DIFF gồm Việt Nam, Phần Lan, Canada, Pháp, Úc, Ý, Ba Lan, Anh. Các đội đều đã thể hiện sức sáng tạo vô tận và để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả với những màn trình diễn pháo hoa vô cùng mãn nhãn. Để có được những màn trình diễn ấn tượng như vậy, các đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tư vấn, hỗ trợ của ban tổ chức. Với các đội đã từng tham gia DIFF các mùa trước đó, năm nay các đội cho biết công tác tổ chức DIFF ngày càng được tốt lên, sau mỗi năm chất lượng được nâng lên rõ rệt. Suốt quá trình ở đây, chúng tôi không thiếu thứ gì, mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo. Ấn tượng về Đà Nẵng của chúng tôi là một thành phố rất đẹp. Đà Nẵng là một thành phố rất đáng sống và bạn có thể thấy rằng buổi đêm đi dọc các khu phố thì không phải lo lắng. Đây là điều hiếm có khi so sánh với các thành phố khác trên thế giới. Đặc biệt người dân Đà Nẵng rất thân thiện, cực kỳ thân thiện. Mọi người luôn niềm nở với chúng tôi khi chúng tôi đi ăn nhà hàng hoặc đi dọc các con phố. Còn đối với những đội lần đầu tiên tham gia DIFF, họ cũng bày tỏ sự hào hứng, phấn khởi khi được tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023. Đội Pháp rất vinh dự vì DIFF là cuộc thi rất nổi tiếng cả về cách mọi người tổ chức, cũng như danh tiếng của các đội tham gia. Khi đặt chân tới đây, chúng tôi đã được hỗ trợ rất nhiệt tình. Trong quá khứ, chúng tôi đã từng tham gia các cuộc thi ở Macau, tuy nhiên tôi cảm nhận được sự khác biệt tại cuộc thi lần này và sẽ trở lại Đà Nẵng trong những năm tiếp theo. Sau 4 đêm thi, vượt qua những đối thủ nặng ký, hai đội có điểm số cao nhất là đội Pháp và Ý sẽ cùng so tài để tranh ngôi vị quán quân DIFF 2023. Trong đêm chủ đề Thế giới không khoảng cách, đây là đêm được người dân du khách rất mong đợi. Hiện nay, công tác tổ chức đang được chuẩn bị khẩn trương, rút ráo và rút kinh nghiệm từ những đêm trước để có được đêm thi mãn nhãn an toàn, để DIFF 2023 mang lại những trải nghiệm tuyệt vời, để lại ấn tượng tốt đẹp cho công chúng.